Ok, em xin chào tất cả mọi người ạ. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay lại hai chị em lại tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em những cái dòng xe mới về. Và những cái dòng xe mà hiện tại đang có mặt bên xe máy Hoàng Kiên nhé anh em nhé. Dìm Việt rất là hợp lý để phục vụ anh em. Anh em cũng hỏi những dìm Việt và dìm Thái. Đấy. Hàng dìm Thái, máy dìm xe đẹp. Đấy, đầu máy 816. Phù hợp cho anh em nào có nhu cầu chọn những chiếc dìm Thái tầm 5X. Rất đẹp và rất chất anh em nhé. Rồi, dìm Thái anh em nhé. Một chiếc Kawasaki bản thể thao. Rồi, hàng 400, dung tích 400. Rất là tốt và chất luôn. Nên anh em có nhu cầu chọn những cái mẫu xe thể thao. Hàng thanh lý nha anh em nhé. Hàng này cân em đối sẽ thanh lý cho tất cả anh em. Rồi. Phía bên đây là một chiếc Avalet. Em vừa mới mua, chủ bán trong nhà. Hơn 9 triệu, chắc là chút sẽ lên cho anh em mình hơn 11 một chút. Hàng là máy zin, sơn zin, mua trực tiếp, chủ đang viết giấy. Ok, xin chào tất cả anh chị em nhé. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ mọi người vâng. nhé. Rồi, một chiếc A-Blade nha anh em nhé, bản 2022. Rồi, hàng rồi, là đen. Đủ hai khóa, hai lốp nguyên zin, đấy, cũng giá hợp lý yêu thương thôi. Anh em đón xem. S-Style 150, bản xanh, bản sám sần. Hơn 20 triệu. Rồi. Tiếp theo những chiếc đây một dìm Việt, hàng là sẽ là hứa hẹn sẽ là rực rỡ trong buổi live hôm nay đây các anh em ạ. Rồi. Hơn 40 triệu cho một chiếc dìm Việt, hàng là hàng zin. Rất là rồi. Đẹp luôn. Đó đi Việt Nam nha anh em nhá. Đây, phía xa là những chiếc Way. Con này chiếc Way 2022. Đấy, giá chưa đến 15 triệu và đặc biệt là một chiếc Way cá, hàng chủ đầu tư bộ nhựa mới đẹp, anh em nhìn thấy đẹp không ạ? Đồ máy là vẫn zin, đầu ốc trục đẹp. Quay cá đúng không? Rồi, giá cũng chưa đến 9 triệu. Em ơi, cho con này vào nhá. Để tiếp theo phía xa là có những cái mẫu như là GZ anh em nhá, hàng Suzuki GZ 125 đời 2007. Đấy. Giá tiền cũng hơn chục triệu thôi. Anh em có được sử dụng được rồi. Rồi, tiếp theo một chiếc Wayra màu xanh tím nha anh em nhá, biển Hà Nội đấy ạ. Đặt những chiếc NVX màu bạc và chiếc SH bản LED 2 tầng. Rồi ok, em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị em chiếc Kawasaki 400 bản thể thao nha anh em nhé, biển Hà Nội. Con này chạy rất là ít km. Con này em cũng sẽ thanh lý cho anh em nhé mọi người nhé. Hàng thì là hàng zin hết từ đôi lốp nhá, giới thiệu các anh em. ABS okay, 2 bánh một xíu nhá. Xanh rất là đẹp, zin chỉ lốp này, vẫn còn nguyên này anh em. Càng zin, vành zin, bản ABS. Xanh cánh cam. Rồi, xanh cánh cam. Có cả dán, lớp dán đây, ốc trục. Còn có cả chốt ở ngoài anh em thấy. 910 cây anh em. Tất cả các chi tiết đều là nguyên bản hết anh em nhá. Kawasaki, thương hiệu nó đã nói lên tất cả rồi. Đối với cái phân khúc xe thể thao, hàng phân khối lớn thì anh em không lạ gì cái hãng Kawasaki cả. Thế bảo anh em rửa qua chứ có những cái vụ cướp cả ngân hàng để lấy tiền đi mua Kawasaki, anh em nào đã từng xem thì chắc sẽ biết. Đấy. Hot hit như thế, bây giờ giá cũng rất là yêu thương thôi. Anh em nào có nhu cầu thì chọn mẫu Kawasaki. Rồi. Trước là mua 123, em nhớ xe này bạn Huy mua kỳ vọng bán là trên 130 cơ. Mua là 123 rồi. Hai khóa gương zin, hai khóa zin anh em. 29AA1 30137. Đấy, những anh em mà đang thích những cái dòng thể thao, hiện tại là bây giờ bên em bán đang giảm giá kịch sàn cho anh em. Thích cái dòng thể thao thì làm cho em con này, chạy có hơn 900 cây nha anh em nhé. 910 cây thôi ạ. Bản 2023 đúng không? 2022. 2022 2022 anh em nhá, xe chạy có hơn 900 cây rồi. Em trực ở đây đi, nữa có khách thì bọn em phải mua cho chị mới lại thiệp. Tháng 6 ra. 2022. Ôi giấc này thì ôi chị tiếp 400cc nên là nên là chị chưa để xử lý đấy. Nó cũng là một cái hay anh em nha, có công tác dừng tắt máy an toàn, anh em có thể xử lý nhanh nhất bằng phương án này. May quá anh em ạ, không quả này tắt ngay công tác đúng rồi là sẽ xử lý dứt điểm được tình huống. Cháu đang bó côn mà, cháu đang bó côn mà. Rồi mạng bên này hay bị lát lắm. Thế à, anh em xem âm thanh ánh sáng ok chưa ạ? Làm sao mà em có thể là truyền tải những cái âm thanh ánh sáng tốt nhất đến để phục vụ những anh em có nhu cầu xem âm thanh ánh sáng, mọi người thấy ok không ạ? Rồi. Nói chung là xe côn là vẫn lên là dành cho những anh em nam đúng không ạ? Chị em phụ nữ là ngồi cái chỗ choi choi này thôi, ôm hay không ôm là phải quyết định để đến an toàn cho mình thì phải cân đối rồi. Rồi đứng xuống hợp lý phải chăng nhá, hàng ABS chống đổ đầy đủ hết rồi. Đấy. Hay nữa là cái dòng Kawasaki, cái gốc cua của nó rất là hợp lý, ngồi nó thoải mái, rất là tiện. Vâng. Không anh ơi, xe không phải đỏ của Bô đâu. Ông quay gần nó cháu xin xe xịn luôn anh em nhé. Cái hàng của Bô này nó vàng anh, như vậy đấy anh em. Anh em có thể anh xem ta chút xoái nha, xe xịn xò luôn á. Đúng rồi, nó là vàng đồng như thế đấy anh em ơi. Đấy. Chưa hề han gì luôn. Vàng đồng như vậy đấy chứ không phải là bản ấy đâu. Đó là bản
cả các phím bấm anh em nhá. Không phải là bị han gì đâu, đây nó là vàng đồng anh em nhé, đây nó vàng đồng này. Rồi, mua 123 rồi. Ôi, chắc là em cứ mạnh dạn bán ra là 100. Lỗ đấy, con này lỗ nhiều đấy. Tấm là anh em nay hạ dịch cập xà sập tàn cho anh em. Hôm trước là bán ra 118 triệu. 118. Hôm nay xuống cho anh em 115 triệu. Cứ xuống dần thế này thì hôm chắc trước là báo mua bao nhiêu nhỉ? Con này mua bao nhiêu? 123. 123 triệu thì hôm nay xuống 115 triệu anh em nhá. 115 triệu cho một chiếc Kawasaki 2022, hàng sơn zin máy zin rồi, tất cả các chi tiết anh em có thể xem. Đấy. Máy vẫn đang nổ nhá. Có chăng cũng chỉ là cái bằng A2, anh em cố gắng, nhưng anh em nào đã có cái bằng A2 sử dụng những cái xe phân dung tích xi lanh trên 115 thì cân đối lựa chọn mẫu này giúp em. Với cái phân khúc đi thể thao thì đây nó cũng là gần như là phân khúc hợp lý nhất cho những cái dòng phân phối lớn 400 trở ra rồi. Rất hợp lý. Chạy đường trường thì miễn chê, ngồi thoải mái, cua gọn, cua dễ. Đấy. Sơn zin máy zin rồi. Xe chạy có hơn 900 cây thực rồi, sự nha anh em nhé. Con này em có lần là em mang ra bên Nguyễn Văn Huyên, em chạy mấy vòng Nguyễn Văn Huyên. Thực ra là đi nó cao mọi người ạ. Nhưng mà đi sướng lắm, nó thật ra đi sướng lắm. Em thì người hơi nhỏ thôi nhưng mà đi con này nó chạy nó thích lắm. 115 triệu nha anh em nhá. Chạy có hơn 900 cây, mua về vẫn để nguyên. Chưa sử dụng, chưa đi đâu cả, chưa duy nhất có mỗi mình em chạy một vòng Nguyễn Văn Huyên thôi. Rồi ok em ơi, cho con này đi. Đi Jeep nhá, tiếp theo là một chiếc Jeep Thái đi. Hàng Jeep Thái vừa mới nóng hổi, vừa thổi vừa xem. Em vừa mới mua về sáng hôm nay. Có một anh khách đâu đó là do là anh ấy trình bày rõ quan điểm là cần tiền mua cám cho gà ăn nuôi để Tết bán. Đấy, nên là bán. Thôi không sao, bán thì em mua. Anh em kiểm tra âm thanh ánh sáng được chưa? Mua hợp lý, cũng là hợp bán ra thôi, hàng nó là zin anh em nhá. Trước là anh ấy mua bên em, không giấu anh mua bên em về anh chơi, nhưng mà do bây giờ nhu cầu cần thiết nên anh ấy bán thì anh bảo thôi cắt lỗ để cho anh em sau có nhu cầu chơi. Và anh Goshi, anh em nhìn cái dòng zin Thái đẹp thì phải xem từ các cái chân nan, đúng không? Đúng rồi, đây là chưa rửa. To anh em ạ. Chân nan trục. Con Kawasaki càng này. To. Rồi anh em nhá, một chiếc Gia Đình Thái. Anh em nhìn thấy. Đây, móp dòng cờ là vẫn còn zin ở phía trên này. Hàng của nó là hàng 1816, gioăng sắt. Đấy. Gioăng đen. Ra máy này, nguyên bản này. Yếm là yếm Thái này. Tem vẫn là tem zin này, anh em nhìn các cái vết xước này, vỡ tem. Cái lườn này, lườn nó mới đẹp, lườn đẹp. Vẫn còn dán ni lông chưa bóc hết đây này anh em này. Hộp xích này, nguyên bản này. Để chân này, vẫn là còn nha anh em nhé. Càng sau này. Em sẽ tả chi tiết những cái hàng cũng gọi là gồ ghề một chút, những hàng mà anh em cần xem kỹ chi tiết. Đây, từ các cái tán ốc xích hay là tán trục đều nguyên bản hết anh em. Chân nan. Vành Goshi chân lan hết, nên anh em yên tâm. Đâu, sang tiếp bên này. Biển Hà Nội nhá, 29T1 20896. Đấy. Trục ra, đều còn zin hết anh em ạ. Đấy, hàng zin hết. Đấy. Cái bô là bô của 1985 C100. Đấy. Cũng hơi uống đuống một chút ở hai vị trí này. Còn lại đây là bô zin, anh em bô zin, em Hoa Thị. Hàng lườn lóc đều nguyên bản hết. Anh em thấy được tem này, zin xước vào thịt một tí nhưng mà nó thể hiện là cái tem zin luôn. Ok anh Nguyễn Ngọc nhá. Ông ơi ông cho cái này kia anh. Cái kia, ra máy kia được thật... mà nó nhẹ cái này nó chuyển mạng lên bếp màu đỏ chuyển mạng về cái lạng những cái lúc dòng xe mà gồ ghề là quá trình em mua thật sự là em kiểm tra rất là kỹ luôn, từ cái dầu anh em có thể để ý vị trí em kiểm tra dầu đấy không giấu. Em là người tháo tăm dầu ra để đồ kiểm tra dầu thì anh em nhìn cái dầu nó vàng ươm như này mà. Yên tâm chưa đấy, nhiều khi mua xe không kiểm tra dầu anh em ạ, hết dầu. Đấy, xe nổ, về nhà đổ thêm dầu, xe khói thành làm máy. Đấy là một cái sai lầm của những anh em mua xe không kiểm tra kỹ. Rồi, một chiếc Jeep Thái, đầu máy 816. Tiếp tục, còn anh thiếu Hải mặt Ngọc, này. Anh Hải Ngọc giá bao nhiêu? Rồi, ok anh xíu. Em sẽ cân đối. Đúng đây rồi, hợp lý thôi. Quay chi tiết cho anh em nhé. Tất cả đều là còn hết anh em. Đây, mặt đẹp. Con SH125 màu trắng, biển Hà Nội đời cao. Chút không, bên em có nhá anh Nguyễn. Đây, đẹp chưa anh em, đẹp chưa. Tí em sẽ còn gửi lộn gầm lên cho anh em xem luôn nhá. Rồi, tai lườn, tất cả ốc trong đều zin hết. Rồi, đời zin Thái. Đầu máy 816. Máy zin, sơn zin, đồ đẹp. Chốt cho anh em mình là 53 triệu 500. 53 triệu 500 nha anh em nhá. Cũng là biển. Mua hợp lý thì bán ra hợp lý thôi. Chứ bình thường xe về thì các anh em thợ đòi đều trên 5x xe này hết. Đây, quay cả T1 anh em nhá. Cả cái gầm lộn gầm nhá, xem lộn gầm coi như là vàng ươm luôn. Để anh em thấy yên tâm chưa? 53 triệu 500 cho một chiếc Jeep Thái. Đấy, anh em nào có nhu cầu đi chơi, đi kê, lau rửa lên nữa, ngắm nghía cũng ok với cái tầm phân khúc giá này và với cái đồ nó đẹp.
Anh em nhìn thấy máy vẫn đang nổ. Chuyển những cái kia này xuống trước nhá, xong là quay từng chi tiết một, xong bắt đầu em cho xe đi. Đấy. Xong bắt đầu những xe kia nó dồn xe nó đông. Rồi anh em okay. Nhé, 53.500.000 một chiếc Dream Thái. Anh em nào mà quan tâm những dòng cao tiền, thực ra là nó 53.500.000 nó cũng là tiếp theo cao tiền rồi. Rồi. Vâng. Một chiếc Exciter, chưa có cả tay sách. Ok. Exciter nhá, hàng của 2018, bản nào là bản ly kỷ niệm đây, bản kỷ niệm 25 năm. Dream biển 4646 máy còn zin không em? Trước đấy thì máy chạm và xe giật, hiện tại thì khách cũng đã lấy, thật sự là anh em thợ lấy đấy. Chính xác trước đấy là anh em khách ở trên online không lấy được em là rất là đáng tiếc. Trước đấy là em cũng là muốn mua để anh em nào có chút tay nghề lên đồ dọn đồ lại với bán với cái biển S 29S mà 54646 đầu máy 51, nó được hai cái ưu điểm tối đa, vào đồ sau đấy mình bán sẽ được giá, rất được giá đấy ạ. BS à, BS 150 đấy anh ạ. Có em còn rất nhiều BS à. Rồi. BS 150 em cũng có luôn. Để ngay kia. Rồi em lên một chiếc Exciter nhá, hàng 2018, bản màu bạc sần, đèn LED, đây là bản đắt hit nhất. Tức bê mâm này nghỉ. Này cho anh em thi thoảng cho anh em dê giao lưu với lại ghẹ tí, không nhiều khi nó cũng khó. Để ở nhà em nó cứ chạy không, nhiều khi em nó cáu mắc gắt mù mịt đấy anh em ạ. Phức tạp. Tức bê mâm là chưa lập gia đình. Đấy. Chưa lập. Tuổi thì cũng gọi là quá cập kê rồi, giờ nó sang cập kê đến nơi rồi, đúng không ạ? 3X rồi mà, chưa lập gia đình. Đấy, anh rồi. Em nào có nhu cầu thì anh em nào có nhu cầu em... thì đến đây à? Anh em nào có người quen giới thiệu, người quen em giới thiệu cho em thì còn chị cô, em nào mà có nhu cầu đấy, thì chính xác. Hôm nay cho xin phép để nghỉ buổi một ngày để cho em đi em gặp ghẹ. Rồi. Ok nha anh em nhá, một chiếc Exciter 150 2018 màu xám sần, ông cho một vòng đúng rồi, máy ngon lành anh đào anh em nhá. Được rửa hàng em mua trực tiếp rồi. Của chính chủ nhá, mua trực tiếp của chính chủ, đăng ký tháng 2 2019 lốp còn đây, chủ mua là lốp còn rồi, sơn zin tem zin rất là đẹp, 25 triệu rất hợp lý luôn. Nay em bán một chiếc Winner giá cũng tầm vậy, giữa Winner với Xai anh em có cân đối lo lắng sang loại thích loại nào? Lâm, có con DD nào không em? Có một chiếc DD ạ, tuần thứ 50 2018 đăng ký sang 2019. Đấy, sơn zin, máy zin, hai lốp còn, bảo hành máy móc cho anh em là đầy đủ hết, máy vẫn đang nổ anh em nghe, cả xe là sơn lại, có cái tay sách này em đang đi cộng với cái ốp bô tự nhà em làm, vậy còn lại là sơn zin, cổ bô là do bên em xịt sơn chống cháy đấy. Không dầu, còn ra máy này là zin nhá, cái lớp dầu bóng ở ngoài thôi chứ không phải là lớp sơn. Sơn này là sơn zin đấy, bảo okay. Lốp sau cũng là tuần thứ 51 2018, lốp trước tuần 50, lốp sau tuần 51, anh em thấy nguyên bản chưa, cái sơn ánh trai rất là đẹp luôn. 25 triệu thôi, mua mới thì đâu đó vẫn 2018 anh em nhá, Hà Nội đăng ký xong hơn 50. Bây giờ anh em mua một nửa, đúng chính xác là một nửa luôn, đúng không ạ? Hàng là zin hết này, anh em tình nhìn mình có cái tay nắm này, rất là đẹp luôn, cùi tím bấm này. Có anh em nhá, một chiếc Xai 150 biển 29i746473. Anh em đang bảo anh đang Tuấn đang bảo là xe Dream 4646 đang được giao bán trên mạng 32 triệu. Chính xác anh em. Dày hơn cả Hoàng Kiên. Đấy anh ơi, anh em yên tâm nhá, riêng về giá cả bên Hoàng Kiên thì anh em biết cân đối là giá em chỉ cộng so với nên lại. Thật sự là lúc em bán em rất muốn anh em online. Không hiểu tại sao sau hơn 2 tiếng đồng hồ chưa thấy anh em online nào xuống like. Cũng do hôm đấy sếp like là sếp để đầu tư về cái chất lượng xe nhiều chứ giới thiệu bác về cái góc cạnh đen nhám không? Là anh em lên đồ thì sẽ lợi hơn. Nếu đen nhám anh nhà em có nha anh em nhá, đen nhám nhà em cũng còn đấy. Ok, future tiếp tục đấy, gặp hiện tại máy chạm có rồi mà giá cao thế hả bạn? Biển anh ơi, biển và đầu máy anh nhớ xem, cái biển và cái đầu máy nó là rất giá trị luôn, những dòng zin Thái chơi biển mà anh, đúng không? Đinh ứng quên rồi, hàng future em xe này bao nhiêu thế chị? 25 triệu. 2018 nha anh em nhé. Đăng ký là 2019, sản xuất ở 2018, hai lốp cuối năm 2018. Rồi. Nhưng đăng ký là sang 2019. Rồi để em có chị em. Future 1. Tức bê mâm. Ok. Ok anh Tuấn Nguyễn. Anh em đang có nhu cầu, anh em đang bảo anh Đức có nhu cầu giới thiệu cho Đức cô để. Rồi, một chiếc phiêu chào anh em nhá. Hàng là máy zin, sếp mua nên là em nhớ. Hàng sinh nhan vàng, rồi. 202. Đây, đây hồng sinh nhan vàng 202. Tem zin này, nó hơi xước, trục giật vẫn còn hết này. Nhưng mà nó hơi bình thường. Đấy, nan là bình thường, nhưng đều là đều đồ zin. Và cái máy nó vẫn còn 29H1. 2002, quay đầu nha anh em nhá. 29H1, 35159. Máy zin nha anh em nhé, đồ đạt vẫn còn zin đấy ạ. Bô thì mất cái bô. Mỗi cái bô thôi, mỗi cái bô Tân Hòa thay mỗi bô thôi. Cái tem zin này. Rồi. Đấy, tem máy căng, zin máy cũng là zin luôn, anh em yên tâm.
Máy mua gym là 13 nhé. Năm rồi, xe mua của anh Tân thì phải em nhớ. Cộng 2 cho anh em nhá. 15 triệu 500 cho một chiếc Future xin nhan vàng. Hôm qua cháu đồ bò đi không ạ? Đây anh em xem nút cái máy, khóa là chủ đã thay khóa rồi nên là sẽ phải đầu tư hai khóa, một khóa mở cốp và một khóa mở trên. Đó, thay ổ khóa rồi. Hàng vẫn là nguyên bản hết anh em này. Đấy. Rồi, ông quay nút cái đầu bò cho anh em xem. Future một đời đầu nha anh em nhá. Future gọi là hàng dành cho các chú bộ đội, các chú công an, các anh em gọi là rất nhiều văn phòng. Các bác đấy, lớn tuổi đam mê những cái dòng Future 1 chạy nó đang nó thoát. Vâng, hợp lý. Giá là 15 triệu 500. Cũng còn rất nhiều ở trong nhà những cái mẫu Future này. Có những chiếc máy chạm, cũng có những chiếc máy da. Giá phân dao động từ trên dưới 15 triệu là đầy đủ để phục vụ anh em rồi. Có xem anh nào có giá lợn chết không? Có anh ơi, quá Blab, giá lợn chết hơn chục triệu tí rồi. Đúng rồi ạ. 1 triệu mấy trăm đây ạ, giá lợn chết. Ok, Future là 15 triệu 500 anh em nhá. Rồi, em ơi cho con này đi. Tiếp theo là em sẽ lên một cái mẫu FZ. Có cô em họ nhắn Đức xem có bê được không nhé, liên hệ anh. Ok anh Hưng Đăng. Được anh ạ. Giờ em bán xe kiêm cả xe duyên. Giao lưu. Em xe duyên hơi bị mát tay đấy. Rồi. Có con ớt nào mấy triệu không? Thổ dân như hậu có nhanh nhá. Con gì ạ? Hôm qua con xe ớt, qua con xe có khách cọc rồi, 6 triệu rưỡi có khách cọc rồi anh ạ. Vâng, đấy chiếc khách cọc rồi. Thì anh cân đối một số các cái mẫu xe ga, còn xe số thì Way S thì nó phải hơn 8 triệu một chút. Thì anh lấy Way anh yên tâm. Thì nên anh cũng lấy hơn 8 triệu hàng Way cá, máy zin chất lắm. Rồi, tiếp theo là một chiếc FZ, hàng thể thao. Vẫn phải có những cái sự xen kẽ nhất định nên là các bạn bê mâm xe luân phiên những cái xe, nên là nếu đúng dòng anh em thích anh em có thể xem kỹ giúp em và cân đối lựa chọn. FZ 216 các anh nhá, FZ 216. Em đến từ Lào Cai, biển 25. À, Lai Châu, sorry. Đây. Sơn xi là lướt phớt phớt rồi, có phớt hai khóa vẫn còn. Hàng nó ưu điểm là được máy FI, dáng thể thao sport nên là rất phù hợp cho những anh em với cái phân khúc giá dưới 20 triệu. Mà muốn chọn một mẫu xe thể thao cá tính thì nên cân đối mẫu này cho em. Cái độ càng khung nhá, anh em vẫn lưu ý hàng FZ 2015 càng khung nó bằng sắt rất là đặc sắc, chắc kinh khủng luôn. Đấy. FZ anh em. Rồi, à, chắc chắn lắm. Đi phượt hay là lên núi hay là anh em ở trên đây, đặc trưng là những anh em Lai Châu này luôn này, có đồi núi có thể cân đối lựa chọn. Đúng dân này. Thể thao đúng không? Đúng rồi, chạy đúng đường thể... đồi trèo đèo nội suối là chuẩn nhất. Dân thể thao rồi là dân phượt anh em đúng Lai Châu. Này em bán ra là 18 triệu thôi. Lỗ này nào tính tiếp 18 triệu cho một chiếc FZ 2016. Đấy. Thôi. Lâu lâu anh em không hỏi thì xuống trước là 19 rồi 18 năm, hôm nay còn 18. Mua và dọn dẹp xong hoàn thiện nó cũng thành phẩm 16 rồi, cộng 2 thôi. Biển 25 thể thao cộng thế cũng là rất hợp lý rồi anh em nhé. Lai Châu. Rồi. Anh em Lai Châu nha mọi người nhá. Đây rồi, tiếp tục những chiếc Cabriolet em ơi, trên này hàng là hàng thông dụng. Hay gọi là hàng quốc dân đấy anh em. Những dòng xe ga dành cho nam mà xe Honda thì LED luôn luôn là được đứng đầu rồi. Điều kiện hơn anh em có thể chuyển sang SH. Vâng. Ok. Xuống dưới để cho nó sáng sủa hơn, anh em nhìn cho nó thoải mái hơn. Đồ. Xe của 2022 các anh em nhá. Hàng rất là lướt, mới, đẹp, đủ hai khóa. Nói chung là dị từ đôi lốp. Nên anh em cứ yên tâm sử dụng. Nhu cầu nếu đúng của mình thì lựa chọn cho em. Zin hết ạ. Lốp cũng là zin hết. Ok, em cảm ơn anh Tuấn Tú nha, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ nha anh nhé. Xe 2022 để anh, chân. Anh gì nhỏ Hoàng Dung có con chim Nguyễn Tuấn Kiệt. Anh ơi con biển 88 em bán rồi. Cho đi lấy chồng rồi anh ạ. Anh kim 7 màu anh em, nhìn rồi. Anh kim 7 màu. 33 triệu cho một chiếc Ablet 2022 biển 15K1 54355. Hàng là máy zin sơn zin anh em nhá, lướt luôn. Tháng 10 2022, anh em thấy nó cái độ mới nó ok chưa? Tháng 10 2022, không phải dọn gì cả. Xe anh thắng rồi, Win em đang không còn anh ạ. Hơn 6.000 cây. Win đang không còn con nào anh ơi. Zin em nhiều nhá, anh Quân. Gương theo xe, hai khóa và đôi gương anh em nhá. Đây, đầy đủ hết luôn. Rất đẹp. Màu đỏ đen rất phù hợp cho anh em nào có tính thể thao cá tính mà muốn đi những cái dòng xe lành lặn một chút. Ok, nó ăn chắc mặc bền, cốp thì rộng, đồ đạc hay dễ sử dụng, dễ sửa chữa và không mất giá thì LED là đứng đầu đấy. Em con này biển 15 anh em nhá, biển 15K1 54355. Thực ra những cái dòng xe mới anh em ạ, những cái dòng xe mới là quan anh em quay lại là không bị lỗ nhiều đâu. Đúng rồi. Còn anh em đã xác định chơi đồ cổ, xác định chơi gym
Win và những cái dòng xe đồ cổ 82 đấy biết thì nó phải theo thị trường nha anh em nhé. Nhiều khi anh em mua 1 năm 2 năm rồi nhiều khi anh em bán lại, có những người có lãi và có những người lỗ. Nên là mong tất cả anh em phải cân đối thời điểm nha mọi người nha. Có những thời điểm mà anh em bán như cái thời điểm cách đây tầm 4 5 tháng bọn em mua mà anh em quay lại từ năm ngoái xe sẽ có lời. Nó sẽ đó. Xe lỗ không đáng kể. Thế còn ví dụ như những anh em mà mua xe vào cái thời điểm nó cao thì quay lại cái thời điểm này đang là thời điểm định danh. Ví dụ như anh em sang tên nó rất là cao tiền nha mọi người nha, hay là thì là cái giá trị xe nó sẽ bị tụt xuống, nó sẽ bị cân đối với lại cái tiền đăng ký, nên là cũng sẽ bị lỗ nhiều hơn nha anh em nhé. Em cân đối thời điểm bán xe giúp em. Bên mình có là... xe XRC màu vàng 4 số không? Em không còn anh Muộn Trang ơi. Hàng 4 số thì em không còn. Có 135 5 số, rất nhiều đủ các màu, xanh, đen, đỏ đen, đỏ trắng để phục vụ các anh em. Rồi. Tiếp theo là một mẫu Jeep Việt nhá, hàng Jeep Việt. Biển là 29L194750. Rồi. Đời 2010 em xem cái đầu máy một chút. 2009 thôi, 10 thôi. Đầu máy 11 các anh em ạ. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam nha anh em nhá, biển 29N1 ạ. 94750. Em quay chi tiết cho anh em và báo giá chi tiết cụ thể cho anh em nhá, anh em cân đối thời điểm thời giá giúp em ấy ạ. Tại vì nhiều khi là những cái xe cổ là anh em cũng phải vui vẻ giúp em. Đấy là bên Hoàng Kiên là mua bán cũng cố gắng là hỗ trợ giá cho anh em đấy. Rất là nhiều anh em đến là mua bán cũng phải hỗ trợ đấy. Dream Việt Nam nha anh em nhá. Chắc vừa tiền đúng không? 27 triệu cho một chiếc Dream Việt Nam. Hàng là đồ nhũ đều đẹp. Đây, chân nan vẫn còn sáng. Vành nan vẫn đều anh em nhìn. Ra máy ok. Ok, thiệp đáo nhá, chờ em một xíu em lên đây cá cho ạ. Ok, anh Phạm Tráng nhá. Đấy, chiếc Dream Việt Nam này là 27 triệu. Nằm ở cái phân khúc giá hợp lý cho những anh em có nhu cầu chọn những cái mẫu Dream Việt trên 20 một chút. Thì đi những cái chiếc này đi rất là ok luôn anh em ạ. Nó bền và nó tiết kiệm xăng rồi dáng dấp. Dream thì đúng là không cần phải nói nhiều. Rất nhiều các khách hàng mà nhà em những cái giai đoạn live vừa rồi cũng thế mạnh là về Dream rồi. Đấy, để phục vụ anh em chơi Dream Việt từ các cái tầm rẻ hay đắt. Bây giờ trong nhà hiện tại cũng vẫn đang còn gần 20 chiếc Dream. Nếu anh em có nhu cầu từ những cái giá hơn 10 triệu cho đến những cái chiếc 450 triệu là có để phục vụ các anh em. Ở chiếc này là 27 triệu vẫn chưa bóc ni lông nhá. Cái mặt này bên em là vẫn còn ni lông này. Vẫn còn ni lông để anh em nào có nhu cầu. Không phải là nhiều khi tại vì anh em mua bán nó theo thời giá ấy mọi người. Nên năm ra là thôi anh em cứ cố gắng cân đối giúp em. Nhiều khi anh em lên đây cái thời giá nên là các anh em cũng phải nhiều khi cũng phải là chấp nhận đấy ạ. Bọn em còn chấp nhận lỗ toàn 10, 15, 20 triệu một xe nó là bình thường mà. Ôi. Em đi có mấy tháng em lỗ toàn 10 triệu ấy. Nhưng mấy già dòng vừa rồi là những con FZ400 đấy. À con gì nhỉ? Con Z400 để đấy. Để trong nhà cũng đã lỗ. Để trong nhà đã lỗ mà. Những cái dòng xe nó có sự biến đổi động của thị trường. Có cái là các anh em nếu có bán thì bọn em sẽ hứa là mua lại và tốt nhất để bảo vệ khách hàng không thiệt. Bên ngoài trả em khẳng định sẽ trả cao hơn giá thị trường để các anh em yên tâm không bị thiệt. Dạ ok anh Tuấn Nguyễn ạ. Còn thường là khi mua lâu với giá thị trường, anh em nhớ có những giai đoạn Vision lên đỉnh điểm đúng không? Đăng ký xong gần 60, bây giờ đăng ký xong còn 40, vậy 20 triệu đấy thì chắc chắn là thị trường nó thay đổi thì các anh em nếu mua phải giai đoạn đắt, các anh em bán cũng sẽ phải bị lỗ. Nên là anh em phải thông cảm cho em thời giá nhá. Nhiều khi em cũng rất là muốn không bao giờ để cho khách hàng có những phản hồi cũng rất là may là hầu hết là những khách hàng mua và bán lại là hầu hết là em mua được. Đúng rồi. Mua được và khi đã mua được là hai anh em đều đã có những sự vui vẻ nhất định. Còn khi khách mà không bán được, khách lại coi có sự bực tức đi về thì cái đấy là thật sự là hai bên đã không được đến được tiếng nói chung, là một cái rất là đáng tiếc. Đấy. Mong tất cả anh em không có một, em khẳng định em trực ở năm 2 là chính, cũng không có, gần như là không có, ít. Hoặc khách hàng đợi khi nào sau có xe nào thích anh đến anh đổi thôi, chứ cũng chưa có những khách hàng nào thật sự là có những sự có Dream đẹp không bực tức để, anh để thắng. Dẫn đến cái chứ sự việc nào gắt đâu anh ạ. Đáng tiếc cả hai bên. Ok. Dream đẹp này em có một chiếc Dream Việt, tí nữa em sẽ lên hàng không phải đơn đẹp anh ạ. Sau chiếc quay này em lên luôn nhá để phục vụ các anh em. Rồi anh em đem muốn DD hôm qua còn không? Còn ạ, DD 12 năm hôm qua vẫn còn anh em nhá, hàng cũng là ok đấy. Anh em nào có nhu cầu chọn chiếc DD đấy là được. Rồi một chiếc quay 2021 từ đến đăng ký được sang 20. Như những cái dòng này em nói thật với anh em không lỗ nhiều đâu. Lỗ xíu xíu rồi nhưng anh em chắc xác định chơi đồ cổ phải chấp nhận. Đây, hàng nó là xe gọi là nhà nhà đi quay, người người đi quay, xe quốc dân rồi, lỗ làm sao được. Không bán cho em, bán cho ông hàng xóm, không bán hàng xóm, bán cho người tình quen. Thế là tự nhiên là nó cũng có nhiều cái luồng bán mua nên giá nó sẽ giữ giá rất định. Nên anh em không phải lo về tuyệt giá đối với xe quay.
Rồi nhá anh em nhá, thôi thôi anh em cũng không bình luận nhiều, anh em cứ lấy dòng gì anh em có thể comment giúp em. Mình không đăng ký 2022 14.500.000. Báo giá luôn anh em, 2022. Đấy, hàng là ăn xăng ít tiết kiệm sơn đấy, anh em ông đi một vòng quanh xe rất quá. Là tiện lợi. 14.500.000 thôi. Dòng xe này là những cái dòng xe mà nó vừa bền, vừa tiết kiệm, vừa thông dụng nhá mọi người nhá, dành cho anh em nào cũng có thể đi được. Gái trai già trẻ đều đi ok hết ạ. Có đại biển 36B8 anh em nhá, 81672. Đấy ạ, tất cả những anh em đang có nhu cầu muốn mua những dòng cân đối cho em thì những dòng này xác định luôn là nó không lỗi nhiều. Honda lướt lát thì sẽ không lỗi nhiều nhá mọi người nhá. Đây, ông quay cho cháu một vòng nữa này. Đấy, rất là mới luôn. Đấy, giá thì Honda nó là 14.500.000. Ờ. Đăng ký được sang 2022 vì ở một số các tỉnh ấy có cái đặc trưng là xe cũng okay, Bùi Quang Hà nhá. Mua ở năm nay nhưng sang năm mới bán được đến tay cho người dân. Nên là anh em mua xe ở tỉnh, các anh em cố gắng kiểm tra cho em cái tem sản xuất có các thông số kỹ hơn, thì nếu cần có thể gọi điện tư vấn của bên em cũng không sao đâu ạ. Đấy, em biết thêm một tí để mình mua được đúng cái xe gọi là xe của năm đấy. Nên nhiều khách hàng đi xe sai năm, tức là xe 2020 nhưng đăng ký 2021, mua của 2021 thì cứ nghĩ là mình là xe của 2021 nhưng là thực ra xe đấy lại của 2020, tức là hàng tồn trong một số các đại lý. Có nhá Bùi Thường nhá, có các anh em nhé. Bên đấy, em là ship tất cả các tỉnh nhá. Xe nó chuẩn giúp em thì tránh sau này mình có bán mua hoặc mình đi cái đúng năm đúng đời. Nó lớn hơn một tuổi nó có cái hay nhất định mà. Anh Quốc Trịnh có bán trả góp không nhỉ? Bên em là có hỗ trợ nha anh nhá, có hỗ trợ trả góp đấy ạ. Ok, quay cá. Tối hôm qua nó gọi là đúng rồi, sếp em trước có dặn là mua xe không mua vào cái thời gian nhá nhem tối. Đấy trước thật sự là sếp dặn em một cái câu như thế truyền nghề mà. Cái lúc nhá nhem tối trước có một số thợ ủ dầu này anh em này, xong bưng ra lúc nhá nhem tối rồi. Là sáng ra là mình thất bại rồi. Tại vì khi ủ dầu là các cái sức răm nó khuất hết, okay, nó không nhìn thấy. Vào buổi tối thì càng không nhìn thấy, nên là thành ra cũng đây một chiếc coi đèn bằng gì cũng không thấy luôn. Quay cá đấy 0607. Qua là em mua, đích tay em mua chiếc này vào đúng lúc nhá nhem tối. Thì cũng nắm bắt được sơ qua là nhựa là vào. Đấy, đơn giản thôi, anh em có thể phân tích. Cái pha nó cũng hơi cũ theo năm tháng, nhưng cái nhựa thì nó lại mới, nhưng lại không phải sơn. Đấy, thì lúc đầu nhìn cái nhựa là giật mình, ô xe đẹp thế. Nhưng mà khi soi vào phân tích tổng thể thì nó lại không phải là một cái zin từ đầu. Đấy, em phải giải thích. Nhựa là vào anh em nhé, bộ nhựa vào. Nhưng mà vào Honda xịn nên là không sơn, okay, nên là cũng rất là ok. Đồ nhũ và nhũ là được. Đấy. Em, xài win ok anh em. Ông quay tiếp, đầu vò là mốc. Cam là có sự chảy dầu một chút và chỉnh đấy, được cái đầu vò, anh em nhìn kỹ cái đầu vò nhá. Đấy. Ừ. Nhựa vào nên là rất là mới, ra máy là còn zin. Vào bộ nhựa đúng không? Đúng rồi, vào bộ nhựa. Nhũ là còn. Đấy, nhũ còn. Nhựa mới. Đấy nên bảo nhựa sơn lại nó không phải đâu, nhựa. Ừ. Thế là 29i1 5110. Ừ. Tem là cũng dán rồi. Tem đều anh em. Anh em cứ bỏ qua cho em cái nhựa đẹp nhưng mà nó là vẫn câu chuyện là nhựa Honda nhá, không Honda có nhựa đầu nhá. Đấy. Không phải cân nổi. Đây. Hàng không, đời này không phải là tem nổi mà nó là tem chìm nhưng mà ra tem, máy nó vẫn còn. Đấy. Cá nó là đấy, anh em nhìn qua ốc treo máy không? Anh em nhìn qua ốc treo máy. Nhìn ốc treo máy là biết là máy zin rồi. Nên anh em yên tâm. Máy zin nhá. Đấy, được cái máy zin đúng không ạ? Hình được đẹp, chủ làm ngon rồi thì thôi anh em biển Hà Nội. Đấy, cái gì đấy cũng rất là hợp lý thôi. Nếu anh em có nhu cầu chọn nội thất cũng đẹp. Đấy, con này em nhớ trong cốp cũng rất là nhìn rất là yêu. Đây. Nhìn nó cũng rất là đều, không có han gỉ hay là sơn xi lại. Đều, vuông vắn chắc chắn, máy chạy thoáng. Tầm tiền hợp lý phải chăng? Chưa dọn nhá, chưa dọn. Em bán ra giá hợp lý thôi, 8 triệu rưỡi cho một chiếc quay cá máy zin biển Hà Nội. Máy zin anh em nhá. Thì ngoài đã được sạch sơn sẽ ngon lành. Sơn nhũ không có, nhựa thôi. Ngon em nhỉ? Chỉ thôi nhựa thôi. Nhựa. Máy êm anh em. Em cắp luôn anh. Đấy, cái dòng quay cá máy 100, nhiều anh em sẽ là chọn. Chiếc này thì sẽ đầu tư lại chỉnh sửa lại phần nhũ, tẩy rửa đầu bò hay là hai bên da máy sơn lại. Hay hộp biển, loanh quanh anh em sẽ mất tầm 300-400 nếu muốn dọn đẹp lên cho em. Chốt là 8 rưỡi để nguyên đi cũng được. 8.500.000 anh em nhé, 29i1. Nhìn tổng quan nó cũng rất là vuông vắn cái xe đấy. Không. Đấy. Rất là nhiều anh em mua cái dòng này về để gọi là quang quạt Zin chở hàng nhá. Đấy. Lên một chiếc Zin Việt đẹp. Đây, anh em nào vừa hỏi em Zin Việt đẹp. Có hàng ngay. Rất may là hồi sáng nay có về Zin Việt và Zin Thái tương đối để phục vụ anh em xong rồi. Đây, quay cá anh em nhìn cũng rất là trong, đều đặn. Điều đà đúng không? Được cái đồ nhũ nó tương đối đẹp, nó không có sơn lại nên là khi họ vào nhựa nó sẽ cân xe anh em nhá. Còn cái đồ nhũ mà xấu thì thôi anh em đừng lập cái bộ nhựa mới làm gì nữa, nó lại lạc. Hai cái nó như kiểu là nó cạnh tranh với nhau. Rồi đây Zin Việt Nam đây anh ơi, Zin Việt Nam anh em nào đời 9-10 đây ạ. Rồi. Đấy, anh em nào thích những cái dòng đời Zin Việt Nam 2010 anh em nhá. Thắng nhá, anh xem con này cho em được không ạ?
Vâng, Ngân Văn Dương 82 thì chưa có con nào xuất sắc đâu anh ơi. Hàng là đẹp anh em nhá, hàng 2010. Rất nhiều anh em hay tin dùng những cái dòng đời 2010 hơn là những cái đời 2011, 12 về sau. Đây, anh em nhìn cho em những cái chân nan, những cái vành trục này, chưa có rửa dọn này. Trục giật rất là đẹp luôn. Đó. Hàng đẹp. Rồi, anh em nhìn. Hàng nó mộc, nó nguyên xe, nó liền khối rất là sướng. Đầu bò zin, gioăng vàng chuẩn rồi. Yếm theo xe, ra máy nó còn nguyên bản luôn. Anh em thấy được chưa? Zin hết luôn. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam 2010 nha anh em nhá, biển 230Z78468, biển đẹp không anh em? Dream Việt Nam. Đấy anh em là xe chưa dọn anh em nhá, xe chưa dọn từ bánh bánh tam na này, từ tụt thò này, đàn bô beo. Ra máy. Ông quay cho cháu đầu bò. Con này là máy zin nha anh em nhá. Máy zin nhá anh em nhá, hàng máy zin 2010 30Z78468. Đấy. 43.500.000. 43.500.000. Đời 2010. Zin hết rồi. Anh em nhìn đẹp không? Đấy. 43.500.000 nha anh Vũ Vưng nhá. Một chiếc Dream Việt Nam đời 2010. 30Z. Rồi. Về biển Z mà bể em nói qua một chút về cái biển 30Z, nếu anh em mua phải biển 30Z 5 số thì cân đối. Đấy là hàng xe công an thanh lý, không phải dành cho xe máy bình thường để sang tên lưu hành được. Tức là một số những cái xe bị vi phạm giao thông công an bắt xong không đến hạn thì đấy công an sẽ giải quyết thanh lý bằng việc cho biển 30Z vào. Nhớ cho em 30Z 5 số là không lên và cần đối kỹ trước khi quyết định. Còn đây là 30Z 4 số vẫn mua bình thường, 2009 không vấn đề gì hết. Anh em nhá. Rồi, hàng sơn zin, máy zin. Đồ đạc rất là đều và đẹp. Hơn 4-10 là cũng là rất là hợp lý rồi. Nó là xứng đáng đấy ạ. Vâng. Rồi, một chiếc Vario anh em nhá, bản 2023. Không có gì để mới hơn được nữa rồi. Chỉ cái là anh em có thích hay không thôi. 1000 cây anh em. 1000 cây, 1000 cây anh em nhá. Rồi. Ông ơi cho cháu một vòng đi, bản 2023. Tháng 5 của 2023 các anh em ạ. Tháng 5 của 2023. Ừ. Rồi. 29X1 11146. Rồi. 46 triệu. 46 triệu đồng nha anh em nhá. Một chiếc Vario màu đỏ sần, bản này bản cao cấp, bản mới nhất ạ. Thì những cái dòng này là đây, năm sản xuất 2025, năm em năm sinh. Năm em sinh là năm 2023 nha anh em nhá. Đấy, năm sinh em 160. Đấy, phanh ABS bản sần 46 triệu siêu mới. Đó là bản đắt nhất là phanh ABS và là 160. Đấy. Rồi. Ngoài SH nhá, em nhấn mạnh là ngoài SH thì dung tích xi lanh của những dòng xe ga thịnh hành dưới 175 Vario gần như đứng đầu luôn. SH cũng chỉ ra đến 160 thôi. Chất mà. Đấy, nên là những cái dòng xe Nguyễn Quốc anh em Cường có nhu cầu chọn 44 triệu. Anh. Được anh ạ. Bản ABS đấy không lãi được nhiều, 46 là rất hợp lý rồi. Ừ. Vì đăng ký xong anh ơi, biển Hà Nội đăng ký hoàn tất hoàn thiện rồi. Các anh em phải tính cho em những các cái xe lướt thì phải tính cho em cái lúc đăng ký xong bao nhiêu tiền chứ không tính theo giá mới được ạ, tại vì họ đã mất tiền đăng ký. Còn anh em có nhu cầu đăng ký sang tên hay anh em để nguyên, đấy là nhu cầu của anh em thì theo em thì cứ để nguyên cũng ok mà, hợp pháp lý hoàn toàn. Rồi. Em giới thiệu qua vì máy của nó là máy 160 mà xe thân tải trọng sẽ nhẹ hơn SH nên là rõ ràng là cùng dung tích xi lanh thì độ bốc của cái dòng xe ga Vario là số 1 rồi. Có nghĩa là để chạy để trải nghiệm thì anh em chơi Vario là đứng đầu. Em khẳng định hầu hết các anh em trong Sài Gòn là sẽ đam mê cái dòng này vì nó là trải nghiệm. Tức là anh em trong miền Nam sẽ đam mê những cái gọi là sướng hơn. Còn cái bền và cái ăn chắc, cái tính về sau ấy, lỗ hay là tính rơi giá thì họ không đề cao nhiều. Họ tập trung vào cái tận hưởng sản phẩm. Đấy, thì dòng Vario này em thấy là nếu để trải nghiệm thì để gần như đứng đầu trong cái top xe ga phân khúc dưới 175cc 160, giá có hơn 40, vừa rẻ. Rồi, vừa em vẫn thế mà, anh Hoàng Thạch Kiên. Vừa ABS, đúng không? 44 triệu mua luôn. Lo anh ạ. Em đồng. Bọn em cộng chỉ xíu thôi, hàng em lướt lát này. ABS khóa sở mắt cầy. Anh em mua SH cùng phân khúc này anh em cứ nhẩm cho em, bây giờ nó phải hơn 90. Ừ. 160 ABS mà 2023 đúng không ạ? Phải hơn 90. Mà trong khi đấy chạy chưa chắc hơn ở đâu anh em, vì SH nó lại tải trọng lớn hơn mà. Trong cái mặt nó cũng hầm hố anh em, trông xinh xắn hầm hố. Có cái đúng đi vào tiệm đáng sở thích thôi, còn trải nghiệm thì đứng đầu. Kiểu là đúng kiểu đúng chất men và đàn ông ấy. Đàn ông đích thực đây, kiểu đàn ông đích thực. Mặt mũi nó cũng hầm hố. Đúng chất. Rồi, rồi Vario. Anh em nhá, một chiếc xe Novo. Novo, hàng Novo 5. Đấy. FX anh em. Có FD phun xăng điện tử, gọi là nó sẽ tiết kiệm xăng. Nói tóm lại là một xe ga của Yamaha. Ok anh Sơn Thanh, chạy bốc chào anh. Kiểu dáng nó cũng cạnh tranh với Lết ấy, chính xác là dòng này nó sẽ cạnh tranh với Lết anh em nhé. Cạnh tranh với Lết. Nhưng mà thôi hai
hai xe để mang hai số phận khác nhau. Lết thì thôi nó đang ở cái vị thế khác hẳn rồi. Hàng lết của những năm tháng này thì bây giờ anh em cũng sơ qua nó biết rồi, 24 mà thì nó thôi phải rơi vào tầm xích soát 20. Nếu mà lết nhưng mà Novo thì lại hàng đơn vị mấy thôi, đúng không ạ? Rồi, biển 36B3 anh em nhá, 75449. Không quan trọng, dưới chục triệu trên xe gọi là đi ăn đi làm, đi chơi FD đều được, chạy công trường hay đi lại đều ok hết. Đấy, vừa tiền cho anh em chơi. Vừa tiền cho anh em chơi nhá mọi người nhá, những cái dòng xe gọi được là cái là đăng ký 2014. Ừ. Ôi dầm này thì em bán ra 7 triệu rưỡi, không có giữ gì. 7 triệu rưỡi, anh em nào có nhu cầu không có dọn dẹp, ngon lành hết, đề nổ, chạy ngon, đèn còi xi nhan hoạt động đều. Đấy, đơn giản như thế anh em nhá, vẫn đang nổ này. 7 triệu rưỡi. Rồi. Lấy được logo FI, FI anh em nhá. Đấy, phun xăng điện tử đấy ạ. Rất là hợp lý. Nếu anh em có nhu cầu chạy nhiều hay là những anh em công trường cần một xe ga. Cũng có những anh em công trường dùng xe ga nhiều, em bán. Đây, anh Hoàng Thạch Kiên đây, Novo đây anh. Được không anh? 7 triệu được rưỡi. Không anh? 24 nhá. Đúng không? Anh Thành Vũ trả 5 đấy. Triệu Novo. Chết. 5 triệu. Novo lấy đẹp là em bán ra đấy. Em rồi. Đây là logo Novo FI. Lấy thường ấy. Đúng rồi. 5 triệu đẹp bọn em vẫn bán ra đấy. Bán ra. Đúng rồi. Mua thì 3 mấy nhưng bán ra thì 5 mấy. Nhưng dòng này em mua phải 5 mấy và chính xác là bán ra 7 rưỡi. Lãi được 1 triệu 6. Trên một chiếc Novo vì có công rồi. Cũng gọi là có công đi mua rồi công bán ra dọn đẹp rồi. Ok, một chiếc LED nhá. Em sang một chiếc LED trong lúc chờ đợi kê hàng tiếp theo. Ablet 2011. Đấy. Hàng vừa mới mua, chính xác là 9 triệu 8. Hoàn thiện mua ơi. Xe xong. Vision mà Denson mà đời bản cao cá tính được không anh? Em có Vision màu cá tính 2022. Giá là 35 triệu. Đấy anh có thể cân đối chọn biển Hà Nội ạ. Rất đẹp, rất chất. Còn bản thể thao thì em bán rồi. Máy chất. Anh em nhá, hàng mới về. 9 triệu 8. Ok, mời anh Phúc nhá. Đấy. Hàng là máy zin, sơn hình không phải làm, hai khóa đầy đủ. Anh em lấy có đầu tư làm đẹp thì làm đẹp thôi, còn không thì để nguyên giúp em cũng không vấn đề gì. Cộng cho anh em mình 2 triệu. 11 triệu 800. Cho một chiếc Ablet 2011 máy zin. Đây, và đồ nó vẫn đều anh em nhé. À, nó vẫn đều đều. 11 triệu 800 nha anh em nhé. Máy zin không à? Máy zin ạ. Máy zin nha anh Đức Lê. Máy zin luôn. Anh à? Yên tâm luôn. Vâng, em kiểm tra máy zin rồi. Ablet 2011. 2011. Nha, em đến từ 34 Hải Dương. 34 B1 40583. 11 triệu 800. 11 triệu 800. Cũng không có anh em trong nhà em sẽ còn khoảng tầm 5 chiếc Ablet tầm phân khúc đời này. Với cái giá dao động từ 15 đổ lại, dành cho các biển Hà Nội thì cao hơn, biển tỉnh thì sẽ tầm này thôi, biển tỉnh tầm này là được rồi. Đấy. Được cái là xe này em giải thích rồi, cũng chỉ đánh bóng rửa thôi chứ không phải đầu tư về sơn lại hay là đầu tư gì nhiều. Có chăng anh em sẽ bảo dưỡng thêm vi côn vì cái dòng LED đầu to này máy chất đấy anh em, máy chất lắm. Đây nhá, anh em nhìn những cái dòng LED đầu to mà thấy cái đầu nó khít này, đó là một cái gì đấy cũng rất là đáng trân trọng. Vì thường cái hàng đầu to nó hay bị rung đầu nên là các cái kỹ thuật họ hay xử lý bằng cách keo dán hoặc là sờ ba đấy, nó xử lý khắc phục ấy. Xe nó chắc chắn, yên tâm, tầm tiền hợp lý rồi. 11 triệu 800 mà còn hai khóa này anh em thấy là một ông chủ giữ gìn đúng không? Để mình 10 triệu AB Hành Giang Nguyễn. Em đây anh em nhìn đều, em Novo mua vào 98 bao, rồi. Novo bao nhiêu thì, à? Novo 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi em ơi. Rồi. Vẫn còn rất nhiều các sản phẩm nhá, có cả SH29, tí nữa em sẽ lên sóng cho anh em. Rồi, à, lên SH125 2021L22 đi. Nguyễn Kim. SH à? Rất nhiều anh ạ. Em có một chiếc 2022, sếp em mua cộng có 1 triệu anh em ạ. Vẫn còn 715 cộng 1 là 725. Hàng SH2022. Anh Tuấn Nguyễn đang muốn hỏi Vision bản bỏ mẫu cái bản đấy là 2019. 2019 2020. Rồi ạ. Đời chót. Và đen sần đúng không em anh? Không còn màu không đen còn sần, em còn ơi. Màu xanh đá biển 36, bán ra là 25 triệu. Anh có thể theo qua buổi live hôm qua của em. Đấy, hàng xanh đá khóa sờ mắt cây 2020 đẹp lắm. Rồi, một chiếc màu hồng baby nha anh em nhá. Ra nốt. Rồi, hàng mua. Thì siêu chất. Mua vì đơn giản là chính chủ ấy. Trực tiếp mua của chính chủ 2017. Sơn là zin nguyên bản. Lốp là zin nguyên bản theo xe. Xe chạy chuẩn km 1.6, em nhớ bây giờ vẫn là thế anh em, 1.5 đấy, vẫn chuẩn, chưa đến 1.6. Nguyễn Sơn Thành đi chị Dung ơi, không thấy có 68 dọn đẹp về chị nhỉ, là sao nhỉ? Hiếm lắm anh ạ, có 67 thì có thôi, chứ 68 thì rất là ít. 68 không có một con hôm đấy em mua được thôi. 67 thi thoảng vẫn có hàng về ạ.
AB 2018-2019 đẹp mà có luôn ạ. Rất là 2018 nhiều, anh chỉ rơi vào tầm 25-27 thôi ạ. Có ô tô không em Dung? Có nhá anh nhá, em có ô tô đấy ạ. Rồi, anh em muốn mua dòng gì là em kết nối được hết. Hà Nội, bản nó vẫn là bản Edition nha anh em. Bao chất, bao giá. Da nớt màu hồng nha anh em nhá. Chiếc da nớt màu hồng dành cho anh em đang... mua là 17.500.000, không ốc thừa các bạn để trên đây. 17 triệu à, mua là 15.500.000 rồi, dọn xong là 15 năm, cộng cho anh em mình 2 triệu thôi, 17 năm. Không, chưa có Nguyễn Thành Linh ạ. Hàng của 2017 các anh em nhá. Sơn zin, máy zin, anh em có thể xem cái phím bấm này để thấy được cái độ. Hàng da nớt, máy 125, lúc sinh ra chính ra là bản thân da nớt là cạnh tranh với Vision đấy, hàng Vision đấy. Vision thì bây giờ nếu 2017 biển Hà Nội khóa sờ mắt cây trở ra thì anh em mua phải 2x, không thể như da nớt được. Anh Đặng Tuyển có con Dreamer chục triệu không anh xem? Có ạ. À, anh ơi, em có sẽ lên anh nhá. Zin Thái. Rồi chốt chiếc này là 17 năm anh em nhá. Đời 27, sơn zin máy zin chạy 1,5 vạn. Biển 29D đây anh em nhá. Biển Hà Nội. Ngọc Chí có con Dream Thái ngon tầm 30 triệu không anh ơi? Ra luôn. Hơn 30 một chút anh ơi. Đây rồi, đây rồi. Đây, chị Dung sáng còn tư vấn anh nào đặt cọc nhưng mà chắc là đang trên đường chuyển khoản thì anh ấy lại bận đi công tác hay sao? Anh ấy là Đêm Thái này đang trên đường đi đặt cọc nhưng anh lại mất hút luôn. Anh đi công tác. Khổ lắm cơ. Anh tắt điện thoại. Em, đấy, chị có những anh em anh ấy gọi em đến phải đến nói thấy 7749 lần. Đây. Nhưng mà anh ấy chẳng cọc cho em con nào. Thì em chân buồn. Là đẹp. Anh em nhìn chân là đẹp. Đồ đẹp. Chán cái cuộc đời này. Cứ xin số Zalo khổ. Cuộc sống 7749 lần đây sáng nay có anh em nào đưa điện. 819 Doang Xanh chuẩn rồi anh em nhé. Hàng Doang Xanh rồi. Xong là chị đấy có lại có người báo cọc tiếp mà. Rồi, rất nhiều anh em đang hỏi những dòng Zin Thái có một chiếc này hàng được, hộp xích này có lướt qua một tí, 5 hộp xích nha. Anh Ngọc Chí ơi, xem con này giúp em nhá. Mai ơi, có một chút hơi vàng một tí, còn chân lan sáng, vành vẫn chuẩn. Đây, lườn lọng đẹp, biển 29P102878. Rồi. Rồi, ông quay tiếp bên này. Có xe tăng không? Bùi Khánh. Ôi giời, ông có Bùi Khánh này. Ôi. Hết xe tăng sao anh không hỏi em là có xe ấy không, xe đi 819 99 2000 nhá, hàng cứng cáp rồi, để cho anh em mình quỷ vâng chắc là vậy, nổ cho anh em nghe máy để lâu hết ắc quy thôi, anh em lấy em sẽ lắp ắc quy mới cho anh em ra máy này vẫn là đẹp cho anh em, máy đang nổ đây. 34.800.000. Anh đây, trường đây anh ơi. Đó đi đây. Rồi. 34.800.000. Vẫn là zin nguyên bản nha anh em nhá. Hàng gương theo xe này. Yếm zin này, tay nắm này, anh em có thể xem. Đây, nắp bình xăng cho anh em xem. Nhà mình có bán xe VinFast không? Shop. Cũng có nhưng mà là em có đấy anh Trọng Đôi. Zin. Rồi, một chiếc Dream Thái 34.800.000 nha anh em nhé. Đầu máy 819 99 2000 rồi, anh em Doang Xanh đẹp, anh em lấy vuông vắn, biển cũng ok, 29B102878. Có hai chiếc nhá, sáng em like một chiếc hơn 50, chiếc này thì hơn 30, anh em cân đối lựa chọn Dream Thái. Còn Dream Việt thì em có một chiếc hơn 40, đấy là những cái chiếc anh em vừa rồi xem đấy ạ. Rồi, để tiếp theo thì em sẽ vào một số những cái mẫu như là Lít này. Rồi, một chiếc xe Lít đời 2010 anh em nhé. Rồi. Đấy, rất là nhiều xe vừa tiền dành cho chị em đi các anh em đi công trường, chạy thì nó dễ đi, dễ sử dụng, cốp rộng, máy tiết kiệm xăng, máy 110 có FD rồi, nên là máy tiết kiệm xăng. Hình thức thì đúng là dòng này sẽ bị nhiều các chị em, cô gái là thiếu nữ là chê, nó có vẻ nó trông nó không được mỹ miều, xinh đẹp cho lắm. Thì thôi, hình thức em bỏ qua, sở thích mỗi người mà. Còn em sẽ tập trung vào tính năng kỹ thuật để anh em cân đối. Hàng nó là hàng máy 110 có phun xăng điện tử, hàng Lít chứ không phải là hàng SCR. Nên là hàng xe Lít anh em nhé, đời 2010 đấy ạ. Chạy nó sẽ ổn định hơn SCR, đời nó sẽ êm hơn SCR. Đấy, và bán nó sẽ được giá hơn SCR. Nếu anh em có nhu cầu. Đồng nghĩa với việc các anh em khi có nhu cầu mua nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, anh em những cái dòng xe Lít này nó vừa tiền. Anh em có thể liên hệ trực tiếp với lại bên em để gửi hình ảnh nhá anh em nhá, hoặc là anh em mà đang xem 2010 8.3 triệu thôi, hợp lý, mua hợp lý, bán hợp lý, 8.3 triệu cho một chiếc Lít anh em nhé. 2010 rất nhiều khách hàng đến bán là cũng trao đổi là
đòi những chiếc lít toàn cũng 7-8 triệu, nhưng mà chiếc này em mua thì chưa đến 7 triệu thì thôi em cộng 1,5 triệu phục vụ anh em, 8,3 triệu, nó cũng là một cái giá rất là hợp lý rồi cho những cái chiếc lít biển Hà Nội mà lại là hàng chính thống lít. Cốp rộng rồi, cốp này là rơi vào 33 lít, cốp lít mới nhất là rơi vào 37 lít, rất là rộng. Đấy. Để chân nó cũng rộng rãi, đi đón cháu này, đi chợ này, để đồ hay là anh em công sở mà cần để các cái văn phòng giấy tờ nhiều thì cân đối mẫu này giúp em, nó cũng rất là hợp lý nha. Giá anh chốt là 8,3 triệu. Tân có AB 2010 màu đen không? Em có AB 2010 màu đen, em có hơn 16 triệu anh có thể liên kết, có cả chiếc máy zin và chiếc máy da. Chiếc máy da em bán chưa đến 14 triệu. Quay Thái không còn con nào đúng không? Vâng, quay Thái thì em không còn, còn zin Thái thôi. Rồi lên một mẫu GZ thể thao nhá, đổi một chút. Dream 32 triệu không được anh Tương Mạnh Vũ Mạnh ơi, con đấy không được ạ. 34,8 triệu. Con đấy 34,8 triệu anh, con đấy máy ngon mà. Chạm cái nổ ngay, yên tâm rồi đúng không ạ? Con trời. Điển tỉnh giá rẻ đi chị, để em qua được luôn. Được anh em đúng không ạ? Hơn 1 triệu bá, chơi đi phố này anh em nhìn được ạ. Đấy. Hợp lý với cái tầm tiền rất là phải chăng, em phải dùng từ gọi là phải chăng là chuẩn nhất rồi. Đấy. Số lít má cũng ok, để chân thì anh em nhìn cái chỗ để chân này không? Lít này có 8 triệu rưỡi thôi anh em nhá. 8,3 triệu. À, 8,3 triệu thôi anh em nhá. Đây để chân anh em thấy được, để chân. Rồi, máy 125. Đấy, thôi thì nó thanh cảnh đi lại cho nó trong phố, trong đường cũng hợp lý. Rồi. Kính chắn gió được chưa anh em? Rồi. Hàng của Suzuki 207. Máy 125 hay gọi là dòng okay, GZ125. Kiểu dáng của giống GZ150 nhưng nó sẽ hơi cổ điển hơn một chút. 7 anh em nhá, đúng đời đúng biển rồi. Rồi. Hai thùng xốp sau. Đấy. Ông ơi ông cố gắng ông quay ấy cho cháu cái nhá, không nếu mà không thì. Đấy, không em mở. Anh em đang bảo ông quay nhanh đây. Quá nó mở. Ô, ông quay nhanh quá nó bị loáng. Mở cốp phụ. Ok không? Ông cứ ông quay lùi lại. Ông quay đây anh em ạ. Ông vẫn ông quay. Rồi. Hai cốp vẫn mở ngon lành nhá. Đấy, được anh em. Hợp lý phải chăng? Đấy, xin nha, nhìn đề đó ngon lành biển Hà Nội. Cái đồ ly lốc này nếu anh em có điều kiện về đánh bóng lên cho em nữa, nó sáng đẹp nữa. Dán đưa tí hổ, tí báo lên mũi đầu đại bàng lên trên nữa là hợp lý đấy ạ. Tầm tiền phải chăng cho một chiếc GZ 2 Suzuki hàng 125 Suzuki GZ 125 phiên bản nó 125. Sẽ nhỏ nhỏ hơn là cái phiên bản của đời cao, nó thấp hơn anh em ạ, nó thấp hơn, thấp hơn trông thấp hơn nhìn này. Nó cũng có những cái hơi hướng nhất định của cái dòng GZ nếu anh em Hải chơi từ GZ. Từ nha anh nhá, từ từ rút đi, khi nào mà anh em nó thống nhất được cái nghị định nghị đeo xong xuôi mình cũng rút cho nó nhẹ nhàng, thì bây giờ anh em đi có dễ giấy tờ thì cần một tí một ly một like rồi anh em cũng bắt đi về đóng dấu lại 207 thôi, hôm nay em bán ra giá hợp lý thôi 16 triệu thôi, mấy buổi like không thấy anh em. Anh em nhìn thấy không? 125 nha anh em nhá, GZ 125. Kể cả một cái xe thể thao có 16 triệu anh em nhìn này, đẹp thế này. Em thấy ở trên chợ tốt một số các địa điểm giao bán vẫn xem trên dưới 20, đẹp mà anh em. Tất cả đều đồ inox hết. Đấy gương này. Hàng đẹp. Thiết kế kiểu dáng nhìn nó ok bình sang. Chắc chắn ngồi nó rất là thoải mái nhá. Cái hàng này thì GZ mà được đánh giá là cái kiểu ngồi thích nhất trong cái dòng xe còn nhá anh nhá. Dành cho các bác được, các bác trung tuổi mà không muốn ngồi theo kiểu ôm bình xăng, ngồi theo thoải mái đi lại. Đấy. Lên cho em mẫu này. Có thể nâng tay nắm lên một chút cao hoặc hạ xuống theo ý sở thích thì chiều cao mỗi người. Rất là hợp lý nha anh em nhá, có hơn 16 triệu thôi. Vẫn là nổ triệu. Ngon lành nhá. Vấn đề câu chuyện là đề nổ ngon lành. Đấy, côn ra số vào ga vào hợp lý hết. Đấy, chạy ok hết đúng không ạ? Đấy. Máy 125 thì nó nhẹ nhàng hơn một chút so với những thấp cái máy 150. Thấp hơn. Đấy, số má nó cũng rất là ngọt ngào, nó không có gì phải dắt riếc cả. Đấy. Ngon lành hết. Để phục vụ anh em nào có nhu cầu chơi những dòng xe cổ mà tầm phân khúc giá nó hợp lý phải chăng, cân đối cho em mẫu này 16 triệu điển Hà Nội. Rồi tiếp theo một chiếc SH nha anh em nhá, bản LED 2 tầng đấy, màu rồi, em cho lên trên sàn giao dịch cho chị Dung giới thiệu cho chị đỡ nắng. Máy 125 gọi là chất trần chật luôn. 125 anh em ạ, được cái dòng SH 125 nó sẽ có các cái hay nhất định, chạy nó rất là êm, nó mượt. Đấy, như 150 nó hay bị thốc. Tất nhiên là ưu điểm thì là nó là êm mượt rồi, nhưng anh điểm Bùi Nguyễn ơi, con đấy 16 triệu anh ạ. 125 anh ơi. Vâng, máy 125 ạ. 150 thì trên nhà em có chiếc đắt hơn 50 chưa? Rồi. 29. Xe của 2019, 125 CBS. Hai lốp còn zin ạ. Vâng, câu chuyện là cả hai lốp còn zin. Rồi. Chuẩn 19 là cái phần này nó sần đen này. Đen nhưng mà là đen sần.
mặt này là sần đen này, mặt nạ là sần đen một chiếc mà gần cuối. Như là đúng rồi, chị bóp sâu phanh nữa rồi zin hết này. Công tác an toàn để bóp phanh đề của SH sẽ sâu, anh em sử dụng sẽ bóp sâu cho em. Vị trí này là em đang tháo ốc ra để em bỏ cái lót sàn inox đấy. Đây đây, lót sàn nguyên bản của nó đẹp thế này thì cần thì lót inox làm gì, anh em nó gì nó hỏng hết cái dưới này. Đấy, ni lông vừa mới bóc thôi, hàng là zin hết, cả lốp này cũng là nguyên bản 2019 này, tuần thứ 03/2019, anh em có thể kiểm tra kỹ. Ok anh Nguyễn Đăng nhá. Xe 2019 rất hợp lý thôi. Hàng 2019 nó là hàng hot hit đèn led này, anh em nhìn cái bản đèn này. Rất là đẹp nha anh em. Còn anh Hoàng LED Đạo ơi, tầng. Các X bên em cũng còn ạ. À. Đầy đặn, chạy mượt. Đây, hai khóa đầy đủ. Chạy hơn vạn thì lốp còn. Có anh rồi. Ông quay trên mặt trên. Rồi. 125 anh em nhé, đời 2019, đời chót bản led 2 tầng ạ, màu đen. Đã được spa sạch sẽ hết rồi. Ra cái dòng này bảo dọn thì chẳng có gì để dọn đâu ạ. Đúng rồi. Chỉ là spa cho sạch thôi. Đây. Rửa ráy sạch xe, đánh xi, đánh sẩm cho lên bóng lên là ok. 66 triệu cho một chiếc SH125, xe của 2019 nhá. Các anh em lưu ý em, xe của 2019 nó là đời chót cuối cùng của dòng SH125 kiểu dáng đèn led 2 tầng. Đó là kiểu dáng mà khách thích nhất. 66 triệu. 66 triệu nha anh em nhá. Anh Nguyễn Mạnh em chốt lại giá 66 triệu. Hợp lý cho anh em nào có nhu cầu chọn. Hàng mới về nên là em cũng đã thiết lập giá 66 triệu anh ạ. Đấy. Trước là giai đoạn khách mua 86 triệu. Bản led này vẫn là nhiều anh em chuộng mà. Lâu rồi, thời điểm đỉnh của SH. Đấy, bây giờ anh em còn giá rất hợp lý thôi. Hàng vẫn là câu chuyện của máy zin, sơn là sơn zin, lốp là theo xe anh em nhé. Đấy, hàng đẹp. Thì những cái dòng này là phải chuẩn bị thật Tết nhất đến nơi rồi. Đây, lốp sau tuần 04/19, nếu anh em cần kiểm tra thì lốp trước tuần 03, lốp sau tuần 04, anh em nhìn được. Đời này là đời chót nha anh em nhé, đời cuối cùng đấy ạ. Rất hợp lý, 66 triệu thôi, xe của 2019 đấy ạ. Rồi, tiếp theo một chiếc NVX 155 bạc. Rồi, NVX. Bản VVA biển 34, màu bạc. Là cái biển 34 đến từ biển Hải Dương. Biển 34 nha anh em nhá, chạy có 8.000 cây thôi. Vẫn là những cái dòng phân khúc của xe gọi là thể thao. Hàng xe ga. 155 nha anh em nhá, hơn 8.000 km. Đây, màu bạc. Màu bạc cuối năm 2022, cuối năm 2022 là anh em đã thấy được đúng không? Sát với những năm 2023 bây giờ, bản mới nhất 40 triệu, em xuống giá còn 40 triệu, rất hợp lý. Các buổi live trước 41, hôm nay còn 40 thôi. Hàng zin nguyên bản hết từ lốp này, vành là vành vàng này, nó là vành đắt nhất, ABS này. Sơn là sơn sần này, đẹp chất, vẫn đang nổ anh em. Máy là 155. Đấy. 155 nha anh em nhá, qua bên kia cháu ơi. Dòng VIP nó là dòng được đánh giá là ngồi thoải mái. Anh Hoàng Thạch kia nó đợi đi nó gì nhỉ, máy VinFast nhỉ, em đang không còn rồi. Đúng anh rồi ơi. Ạ, VinFast cũng hơi con chậm. Con đợi đi mới 19 triệu còn không em. Anh có thể cho em xin đi biển được không ạ? Cho em xin biển được không anh? Tầm giá 19 triệu zin Thái nhà em còn đấy nhá. Có thể có chiếc anh bà anh xem bán rồi nhưng cũng có những cái chiếc còn. Rồi. Rồi. Biển 34 nha anh em nhá. Không cháu không có đâu này. Rồi anh cho em mượn con này với. Hàng zin đẹp từ cái thụt này anh em nhìn, thiết kế rất là đẹp luôn, cái thụt sau đúng không ạ, màu vàng đồng đấy, nó ra cái tem dòng của NVX anh em nhớ nhá, là khi tắt cố gắng cho em tắt, em hướng dẫn qua một chút nếu nhà anh em có tắt về cho em này, các ký hiệu này về tắt open này, ký hiệu open dọc này là nó sẽ nhắc mình là nó vẫn mở cốp được, nên là anh em tắt phải về nút up này mới là tắt hẳn đấy. Lưu ý cho em một cái tính năng tắt về hai nấc, nhớ là về hai nấc, chứ về một nấc nó vẫn mở được cốp, nó sẽ nhắc mình tút tút khi mình sử dụng. Đấy là dòng khóa Yamaha đối với xe bán cây, cốp rất là rộng, NVX là 34 lít trong cốp, anh em thấy được không? Rất ok, gương theo xe, sổ sách đầy đủ, ngon lành, yên tâm, rất thoải mái anh em sử dụng lựa chọn. Rồi tiếp theo một chiếc da nốt anh em nhá, đây, da nốt tiếp theo, da nốt. Da nớt nhá, vẫn là da nớt, vẫn là khóa sờ mắt cây, biển tỉnh, cho giá yêu thương nhẹ nhàng hơn. Cũng là những cái xe rất là đẹp, vuông vắn, lúc mua là nó đang thời điểm nhá. Rất là hot hit, zin hết anh em. Đấy, da nớt màu xanh tím, đời con này lốp 2010. Lốp là lốp theo xe hết, 2017. Tuần 2017, tuần 02/2017 anh em nhìn, lốp theo xe và lốp dày. Sơn đều là sơn zin, lốp theo xe, sơn zin, pha vẫn chưa đánh. Tay cùi tay nắm phanh tất cả đều nhiều. 40 triệu anh ạ, à. Chiếc NVX là 40 triệu anh nhỉ. Gì? 40 triệu nha anh em nhá, NVX vừa xong 155 là 40 triệu. Biển 34.
Rồi, chiếc này thì hôm nay em cũng sẽ chủ động xuống giá hai gương theo xe, hợp lý nhất cho anh em mình. Đấy. Rồi. Không, quay một vòng thôi. Biển 37. Biển 37 nha anh em, 37D177655. Biển cũng là biển gánh đấy ạ. Nguyên cũng lại lộc mới lại sinh đấy. Đấy, 2017. Dòng này cũng gọi dành cho tất cả các chị em vừa vừa. Anh em cũng được nha mọi người nha, gọi là khung khung nhỏ nhỏ đi, những dòng này ok. Cái màu nó rất là nhã nhặn, màu xanh này nó 14 năm rồi, hôm nay cộng 1,5 triệu thôi. Tóm lại là 1,5 triệu cho anh em, 16 triệu. Bây giờ nếu anh em cứ cân đối cho em một cái câu chuyện đơn giản, với cái tầm tiền 16 triệu chọn được một xe có khóa sờ mắt cây. Anh em thử nghĩ xem có dòng xe nào khác với dòng xe máy. Em nghĩ chắc là không có đúng không ạ? 16 triệu, khóa sờ mắt cây, lốp còn zin theo xe, chạy rất là ít sơn zin máy zin. Sơn zin máy zin rất là đẹp luôn. Em giao lưu với anh đi con này đi. Zin hết anh em nhá. Ablet kìa, xong kẹo kìa. Hôm nay nhà. Chờ em xíu. 16 triệu nhá, rất hợp lý với cái tầm tiền phải chăng 2016. Còn sơn zin máy zin cộng có 1,5 triệu là anh em nắm bắt rồi, hợp lý rồi, phải chăng rồi. Đây em lên muốn lốp một chiếc Ablet xong thì sẽ tiến hành giao dịch chiếc LED đời FB. Anh em chờ xíu nhá, tại vì đang còn giao lưu tiếp một con xe Blade đời 2010-2011. Khoảng 6 năm rồi, từ em bật nẹp nạp nạ đi nốc. Đây ông giới thiệu chiếc này. Giới thiệu con này trước nha anh em nhá. Một chiếc Blade đầu to, bản đầu to. Đấy. Màu đỏ đen đã được sạch sẽ ngon lành cánh đào hết rồi. Đời 2011 anh em nhá. Đây ông cho cháu xin một vòng. 2011 bản đầu to. Đấy, xe đã được con lành cành đào. Ba những cái gì để thủ tôi. Đấy. Tem vẫn còn zin ạ. Đây, ra máy thì cũng được phay phay một lượt thôi anh em nhá. Giá cũng hợp tình hợp lý. Rồi. Biển số này là biển 29B1 Ba Đình 06632 nha anh em nhá. Một chiếc máy zin nhá. Em kiểm tra rồi, máy zin. Tiến hành bảo dưỡng côn cho anh em trong ngày hôm nay thôi. Tiếng lộc cộc sau khi kéo ga là tiếng côn. Anh em có nhiều vision đấy anh em ạ. Anh Hoa Sen nhé. Cho em xem biển tỉnh giá sinh viên đi chị ơi. Chiếc gì ạ? Chiếc LED em có chiếc 11.800 màu trắng. Rất hợp lý, lúc đầu em có like. Đấy, cũng là biển tỉnh. Mà là máy zin sơn ok hết rồi, không phải làm gì. Đấy. Chiếc này thì Hà Nội giá nó sẽ cao hơn một chút. Nếu anh em có nhu cầu thì cố lên một tẹo là 13.500 nhá. 13.500. Cho một chiếc... LED 2011. 2011. Máy vẫn là máy zin. Rất hợp lý phải chăng? Có chiếc xe Win nào giá sinh viên không shop anh Tuấn Ngọc. Hiện tại Win em không còn ạ. Đang hết anh. Anh có thể cân đối các không cái mẫu xe thêm. Xe số xe ga. Lên cho anh em một chiếc Wea nhá, hàng Wea. Vừa mới bóc ni lông ra chưa dọn, chắc là đang quá trình dọn. Em sẽ báo giá để anh em có nhu cầu lấy những cái dòng Wea màu Quê xanh tím, máy 110. Rồi, 2019. Rồi. 2019. Xe này cũng chưa rửa ráy rộng đẹp gì nhỉ. Qua thôi anh em nhé, mới rửa qua thôi. Rồi. Con này 14.500, chưa có giá dọn. Xe này nếu anh em có nhu cầu em nhìn sơ qua là sẽ lên bộ tem mới nếu cần. Vì tem cũ hơi xước, còn không thì thôi chắc để nguyên. Hai cái bộ sinh nhan nguyên bản là trắng, chủ thích màu vàng. Đấy, các vị trí này có thể xử lý spa hàn. Đấy, em quay tiếp một vòng. Tẩy rửa đồ vàng, tẩy rửa đồ vàng, tem là lên, đúng không ạ? Đấy. 2019, 14.500 chưa bao dọn. Với những cái chiếc xe mà phải đầu tư cả đồ thay thì và đồ tẩy thì em nghĩ chắc phải dao động ở tầm 500k tiền dọn. Anh em cân đối. Nhưng mà được cái là xe anh em nhìn chạy 2,5 vạn là chuẩn này. Đấy là những cái câu chuyện chuẩn. Máy là zin này, sơn trước hình thức này là zin. Anh em tím bấm này, tay nắm này, tất cả là zin. AB giá bao nhiêu? AB này là 13.500. 13.500 cho một chiếc Hà Nội, 11.800 cho một chiếc biển tỉnh màu trắng, biển 34. Anh em có thể cân đối lựa chọn các cái mẫu zin, zin. Có mua máy bay không anh Hoàng Thạch Kiên không? Không, máy bay em không mua. Đấy để chị Dung ạ. Không mua máy bay đâu ạ. 2019 nhá. Đây cái sinh nhan vàng, phải về trắng thì nó đẹp hơn. Vàng nó hàng lô mà hàng này là hàng lô nên nó sẽ ố. Anh em nhìn thấy được vài năm nó đã ố rồi, làm sao ăn lại cái hàng zin của nhà máy. Nên là quá trình thay các anh em cân đối, vào đồ zin thay nó sướng hơn. Anh Thắng cùng Hà Nội đăng ký lại giúp gì nhỉ? Hồ sơ không? Không anh ơi, nếu mà anh ơi biển Hà Nội với biển Hà Nội thì chỉ cần sang tên là được nhá anh Đinh Công Thắng nhá. Rồi, chốt cho anh em mình là 14.500, chưa bao dọn. Ừ. Thôi sang chiếc LED này đi, chủ lại chủ. Ôi, chủ trong nhà. Thôi. Chủ em làm không việc. Không lên sóng đúng không?
Vâng, anh chủ là cũng ngại lên truyền hình. Nhưng mà anh... em đã cập nhật qua được thông tin xe. Một chiếc là 6 nan. Cho cháu một vòng. 6 nan nẹp mạ inox. Đây là đời cao nhất của dòng lết FI. Anh em nhớ cho em, nẹp mạ inox. Hình thức thì thôi nó đang như thế này, thì nói một câu ngắn là nó có như thế này. Đấy. Tất nhiên là nếu để trong nhà dọn là em sẽ tiến hành spa dọn đẹp lên để phục vụ anh em. Nhưng trước mắt là nó là zin nên nó hơi xước anh em nhé. Nhà bạn inox 6 nan. Đấy. Và đặc biệt là máy zin, anh em lưu ý xem cái hàng FI mà 6 nan nhà bạn mà máy zin. Nói một cách đơn giản là bây giờ dần dần cũng tuyệt chủng đến nơi rồi, bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Đấy. Nên là xe này là em bán chưa dọn. Chưa dọn nhá, 30M6-6833 để ra cho anh em mình là 16.800.000. Chưa dọn, đấy, chắc anh em sẽ phải mất tầm 300.000 tiền sơn dọn. Lê Xuân Sơn, có ship Thanh Hóa 16.8 cho một chiếc AB hàng máy zin 6 nan nẹp mạ. Em nhắc là chưa bao dọn, rất hợp lý rồi anh em ạ, 16.8. Nẹp mạ inox 6 nan anh em nhé. Nó là đời chót, anh em nhớ cho em, nhớ cho em. Về cơ bản dọn, anh em sẽ tỉa sơn. Sơn tay sách, tay tay nắm, đồ sần thì miễn chê. Đồ sần đẹp thế này mình em, đồ sần nguyên bản đẹp đấy. 2010 đẹp gái. Rồi, nói chung là hợp lý, rất phù hợp. Xước phát một tí không đáng kể. 16.800.000 chưa có bao dọn. Anh em nào có nhu cầu chốt sớm giúp em. Biển cũng tươi, biển 4 số là cái gì đấy rất được nhiều anh em quý. Bản thân chiếc Dinh Thái hôm nay em mua mấy chiếc ấy là khách không ưng biển 5 số nên thích về biển 4 số. Nên những cái biển 4 số nó có giá trị nên anh em có nhu cầu chơi biển 6833 rất đẹp đúng không ạ? Có đồ dim tầm 25 triệu không anh Mạnh Mẽ? Có dim tầm 25, em lai một chiếc lúc đấy là có 27 triệu, anh có thể xem dim Việt ạ, đời 2008-09 thôi, đầu máy 11 chỉ được 08-09 thôi chứ không được cái khác. Con lết này cứ phải vào tiền triệu nữa bác Tiệp ạ. Nó là phụ thuộc vào mỗi người, nếu như em cũng phân tích luôn vì cái nẹp mạ anh không mất rồi đúng không, anh có thể nhìn anh em các vị trí này là tỉa tay em chỉ ạ, đấy đúng chưa, tay sách. Mỗi một lần chỉ thường là sơn họ sẽ lấy tầm 100 đến 150 là cao nhất. Đấy, hai bên mép yếm. Vậy tổng là mặt nạ cũng phải rơi vào tầm khoảng 700 là đẹp được. Nếu anh có nhu cầu làm cả những cái tay nắm. Đấy, còn lại thì em nghĩ 500 cũng làm được. Nếu anh có nhu cầu vì cái mặt này đánh là hết. Nên tôn trọng cái sơn zin giữ lại anh ạ. Còn lại các anh muốn đẹp hẳn thì nó vô cùng. Trước mắt thì phải 300 là em nghĩ cũng hợp lý rồi. Cái máy nó zin 6 nan, cái sơn nhựa, cái sơn sắt ấy. Ý em là sơn sắt, nó không bị ảnh hưởng gì. Anh nhìn này, thì nó là cái quý rồi, đúng không ạ? Đây nó sơn sắt nó thế này mà. Vành đây anh em nhìn, đấy, nhìn đấy, đây như cái này, đúng không ạ? Nó không ảnh hưởng cái kẽ này này, nó chắc. Đấy, nó không phải hàn. Pha nó đẹp, không phải đánh. Đây là những cái tiện, còn cái phần sơn thì thôi anh có nhiều thì anh làm nhiều, có ít thì làm ít, không sao, nó vẫn hợp lý, đúng không ạ? Đấy. Chỗ nào mà nó ăn sâu vào đây, cái nội thất thì rất là sướng luôn sơn thôi. Anh có quay cái còn những chỗ này là bắn đánh chi được mà. Đấy, cái này thì anh em đúng không, mới đẹp này, yên áo này được anh ạ. Đấy, còn 1 triệu cũng được, 1 triệu thì anh lên được cả tem đấy, 1 triệu là anh làm được cả tem đẹp luôn. Hôm nay là tùy anh em muốn đẹp hay muốn vừa thì vừa nhưng mà lại bảo tôi mua 20 triệu cũng được vì nó đẹp rồi mà. Ok, chắc là cũng lượng xe có giới hạn đấy, cũng là giữ sức khỏe và anh em có nhu cầu có thể để lại số điện thoại hoặc inbox để hai chị em có thời gian sắp xếp vào các buổi live tiếp theo phục vụ anh em những cái nhu cầu của anh em muốn. Hoặc anh em có những dòng xe gì có thể liên hệ bán thì trao đổi với bên em. Ok, hẹn anh em vào buổi chiều ngày hôm nay nhá. Hai chị em cũng live được hơn 1 tiếng đồng hồ và để giao lưu với tất cả anh chị em rồi. Hẹn anh em vào buổi chiều ngày hôm nay. Ok, xin chào mọi người. Tất cả các anh em.